Đi hẹn hò buổi đầu tiên thì có nên mặc váy này không bà nhỉ? Cả áo này nữa. Suốt ngày bắt review rồi. Phải làm sao? Phải làm sao? Chất liệu voan mỏng, có lót bên trong. Bà lép thì mặc áo này là chuẩn rồi. Bởi vì sao? Cái phần này nó có bo chun, nó phồng lên này. Thấy chưa, thấy chưa? Nhưng phần tay này không bồng như ảnh đâu. Để tôi lên đổ cho bà xem, còn đi ngủ tiếp đây. Nhá. Hóa ra em áo này mặc được hai kiểu lận cơ à. Giờ tôi sẽ review váy thứ hai cho ngực lép như bà nhá. Đầm cánh tiên cơ đấy. Tôi không biết chất gì đâu, nhưng mịn phết bà. Phần xếp ly như thế này sẽ làm vòng một bà trông to hơn. Bà nhìn độ xòe của váy này, rất là đứng form nha. Váy đã dày dặn rồi lại còn hai lớp nữa chứ. Nhưng váy size S hình như hơi rộng với tôi thì phải. Để xem mét 6-48 cân như tôi mặc lên trông sẽ như thế nào nhá. Piu 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 piu.